vững. Ồ, cá chơi bự. Thôi nói rõ ràng à. Quay trở lại với kênh YouTube của Được Miền Tây ha. Hiện tại thì Được đang tới điểm câu ở Cồn Sòi. Thì hôm nay đi đánh cá rô với Chê đầu tiếp nha các bạn. Đây, xe có được đi tới nơi luôn ha. Mồi câu mình đánh hôm nay là mồi dế nha. Mồi dế rồi sẽ trên tay quay video trực tiếp cho các bạn xem. Thì dế được. Đây, mồi dế của mình. Đây, không để các bạn chờ lâu nữa, Được sẽ đi ra điểm câu rồi sẽ bóng màu xuống quay cho các bạn xem ha. Xin chào các anh em. Đợt này mới rô đầu tiên của Đường nha các bạn. Đấy, xài mới có rô đầu tiên ha. Sớm tới giờ giật chặt mấy cái. Rồi, Đường sẽ gửi sẽ quay tiếp cho anh em xem ha. Trời quá các bạn ơi. Nhưng nó trời quá nha. Đây giờ nó nuốt lưỡi luôn. Chính. Ồ, cá chơi bự. Nói rõ ràng à. Ê. Sảy con. Thôi. Qua. Sảy được qua thì chụp lại thôi. Sảy cá sảy các bạn. Từ mới bài hút lại thôi. Phải chơi. Này. Sảy hay bự. Đó. Nó sảy qua đi. Thôi. Hên quá. Không nhanh tay là nó rớt xuống dưới lại. Rồi được sẽ bỏ vô thùng thôi ha. Con đầu tiên nha. Cái chơi đầu tiên.
bữa nào được sương mù chứng kiến đây, câu cá sặc này các bạn, sặc này ngớp quá trời luôn ha. Chín, ủa cá chơi nữa lên hàng. Con nãy sảy giờ con này lên bờ thì nghe anh em, con này nhỏ hơn con nãy mày hai bưởi. Rồi con cá chơi thứ hai cũng được. Nuốt lử luôn luôn rồi, cái chơi thứ hai có được nha các bạn. Nha, nuốt lưỡi luôn nha anh em ơi, còn cái chơi thứ hai rồi mình sẽ gỡ và sẽ quay tiếp cho anh em xem ha. Hai cái chơi với con cá rô rồi nha, đây gần sông cá đó các bạn nghe tiếng ghe cát ta khai khai thác cát ha. Rồi thì sẽ gỡ thôi. Một lậu, còn muốn để xuống nữa sẽ thấy hình hình, sẽ thấy im ghê không biết. Không lẽ hôm nay chỉ được hai con cá chê, con cá rô không? Thôi, thôi sao. Mình đó là người đang tứ giường đó các bạn. Đứng ở đây chiều chiều tấu là hơi mệt ha. Ghê lắm, nhắn que à anh em ơi. Rồi vài điểm câu chỗ khác thôi chứ không dính nữa nè. Lần này các bạn con cá rô tiếp theo được nha, hay cuối cùng cũng được thêm con để cho quay cho anh em xem. Này nước hơi cạn thử ra quay cũng hơi khó kiếm nha các bạn. Hai cá chê, hai cá rô rồi, còn đây cũng con cá rô thứ hai có được nha. Rồi thì sẽ gỡ và sẽ quay tiếp cho anh em xem sao ha. Rồi cứ rô tiếp nha các bạn. Ok, mình tiếp theo có được nha. Giống cá nào nha các bạn, cá nào nè. Trời ơi, sảy trời ơi. Kiếm lên bận bận luôn các bạn ơi. Thank you.